Real Madrid xuất sắc đánh bại Barcelona với tỷ số 2-1 ở vòng 30 La Liga nhờ vào những đòn phản công rất hiệu quả và nhạy bén. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà là Karim Benzema với một cú giật bóng đầy điều nghề vào lưới Ter Stegen và quả đá phạt đầy may mắn của Toni Kroos. Bị dẫn 2-0 trong hiệp 1, Barcelona dùng toàn lực tấn công ở những phút đầu hiệp 2. Những nỗ lực của những vị khách được đền đáp phút 60 khi Oscar Mingueza ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt. Kết quả này giúp Real Madrid tạm chiếm ngôi đầu từ tay Atletico Madrid nhưng đã nhiều hơn một điểm. Họ có cùng 66 điểm. Atletico Madrid sẽ có cơ hội giành lại ngôi đầu bảng nếu như họ không thua trong trận làm khách trước Real Betis diễn ra vào rạng sáng mai 12 tháng 4. Cùng ở đêm qua La Liga, Eibar đã thua 0-1 trước Levante, Bilbao và Alaves hòa nhau không đều, Getafe đã thua 0-1 trước Cadiz, Huesca có được chiến thắng 3-1 trước Anche. Trận đấu Strasbourg và PSG tại vòng 32 La Liga đã kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về phía đội khách. Những người ghi bàn là Kylian Mbappe, Pablo Sarabia, Moise Kean và Leandro Paredes. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của Strasbourg được ghi do công của Sahi. Với kết quả này, đội bóng của Pochettino đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng lên xuống còn 3 điểm. Quan trọng hơn, đây là bước chạy đà không thể tốt hơn trước trận tái đấu với Bayern Munich tại tứ kết lượt về Champions League. Cùng ở Lyon đêm qua, Montpellier và Marseille hòa nhau 3 đều. Metz đã thua 0-2 trước Lille. Trận đấu được chú ý nhất tại Etihad vòng 31 ngoài hạng Anh, cuộc đối đầu giữa Manchester City và Leeds United. Dù phải chơi thiếu người ở cuối hiệp 1, nhưng bằng đấu pháp hợp lý của Marcelo Bielsa, Leeds United vẫn giành chiến thắng bất ngờ ngay tại Etihad với tỷ số 2-1. Người ghi cả hai bàn thắng bên phía đội khách là Dallas. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của Man City được ghi do công của Ferran Torres. Kết quả này có thể không ảnh hưởng nhiều đến cuộc đua vô địch Premier League, nhưng lại là cú đả kích về mặt tinh thần với dàn sao The Citizens. Về phần Pep Guardiola, ông một lần nữa phải ngã mũ trước người thầy Marcelo Bielsa. Cũng ở Premier League đêm qua, những đội bóng cửa trên đều có được thắng lợi. Chelsea chỉ chiến thắng 4-1 trước Crystal Palace, trong khi Liverpool có được chiến thắng 2-1 trước Aston Villa. Trận đấu Bayern Munich và Union Berlin ở vòng 28 Bundesliga đã kết thúc với tỷ số hòa 1 đều. Tài năng trẻ Jamal Musiala đã đưa hùm xám vượt lên dẫn trước ở phút 68, nhưng Marcus Ingvarsson đã gỡ hòa 1 đều ở phút 86. Với kết quả này, Bayern đã có trận thứ hai liên tiếp không biết đến mùa chiến thắng trên mọi đấu trường. Thêm vào đó, họ cũng bị Leipzig thu hẹp khoảng cách xuống còn 5 điểm sau khi đội bóng này giành chiến thắng 4-1 trước Werder Bremen. Nhìn chung, kết quả này ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ Bayern Munich trước màn tái đấu với PSG. Cũng ở Bundesliga đêm qua, Stuttgart đã thua 2-3 trước Dortmund, Eintracht Frankfurt có được chiến thắng 4-3 trước Wolfsburg, Hertha Berlin và Gladbach hòa nhau 2 đều, Werder Bremen đã thua 1-4 trước Leipzig, Bielefeld có được chiến thắng 1-0 trước Freiburg. Trận Parma và AC Milan chứng kiến sự kiên cường của đội khách dù phải thi đấu với 10 người khi Zlatan Ibrahimovic phải nhận thẻ đỏ phút 60, nhưng họ vẫn giành được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Những người lập công cho đội khách là Ante Rebic, Francesie và Rafael Leao, trong khi bàn thắng duy nhất của Parma được ghi do công của Gagliolo. Giành trọn vẹn 3 điểm quan trọng trước Parma, Rossoneri tạm thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Inter xuống còn 8 điểm, trong khi đã đá nhiều hơn một trận. Cùng ở Serie A đêm qua, Udinese đã thua 0-1 trước Torino, Spezia có được chiến thắng 3-2 trước Crotone. Luis Suarez được cho là đang cân nhắc rời khỏi Atletico Madrid vào mùa hè này, với Liverpool là một trong những bến đỗ tiềm năng. Theo đó, Toto do Ficajes khẳng định tiền đạo người Uruguay đang cân nhắc chia tay Madrid vào mùa hè này khi anh không còn hứng thú với phong cách thi đấu dưới thời Simeone. Được biết, cựu tiền đạo Barcelona được phép tự do ra đi vào phiên chợ hè mà không phải thanh toán bất cứ khoản phạt nào cho đội bóng thành Madrid. Bên cạnh đó, Toto Ficajes cũng đã điểm mặt một số đội bóng có thể là bến đỗ tiếp theo của Luis Suarez. Đã chú ý nhất phải kể đến Liverpool, đội bóng mà tiền đạo người Uruguay từng có 3 năm thi đấu trước khi gia nhập Barcelona. Ngoài Liverpool, Inter Miami của Beckham cũng nằm trong danh sách này.